Ukraine tung đoạn tấn công chớp nhoáng, ném bom phá hủy nhà chứa máy bay, súng cối tự hành của Nga. Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden rời châu Á, Triều Tiên lập tức phóng 3 tên lửa đạn đạo. Ukraine xử tù trung thân quân nhân Nga với tội danh sát hại dân thường. Bốn nước EU kêu gọi dùng tài sản của Nga để tái thiết Ukraine. Đó là những tin chính trong ngày hôm nay. Bích Trâm kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin quân sự trên kênh Thời báo sự thật. Và sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cho biết quân đội nước này đã ném bom một nhà chứa máy bay và phá hủy một khẩu súng cối tự hành 2S4 Tuyupan 240mm tối tân của Nga. Theo Newsweek, thì cuộc tấn công do lữ đoàn phản ứng nhanh Ukraine và lữ đoàn cơ giới hóa 24 thực hiện diễn ra ở khu vực Luhansk, cực đông Ukraine. Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 24 tháng 5 cho biết, khẩu súng cối tự hành Tujiban 240mm mà họ vừa phá hủy ở vùng Luhansk từng được các lực lượng Nga sử dụng để phá hủy cây cầu giữa Severodonetsk và Lysychansk, bắn phá Severodonetsk tuyên bố của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết. Pháo binh của lữ đoàn phản ứng nhanh NMU và lữ đoàn cơ giới hóa 24 đã dụ kẻ địch ra khỏi nhà chứa máy bay và sau đó ném bom phá hủy. Cũng tại đây, thì một đoàn phương tiện của đối phương cũng đã bị tiêu diệt và chúng tôi đã cùng nhau ngăn chặn địch. Lữ đoàn cơ giới hóa 24 hôm ngày 24 tháng 5 cũng đã xác nhận vụ tấn công chung với các binh sĩ thuộc lữ đoàn phản ứng nhanh của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành cuộc chiến xâm lược vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 và cho đến ngày hôm nay thì cuộc chiến đã bước sang ngày thứ 92. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết rằng từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 23 tháng 5, tổng thiệt hại của quân đội Nga trong cuộc chiến là khoảng 29.200 người. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.293 xe tăng, 3.166 xe chiến đấu bọc thép, 604 hệ thống pháo 201 hệ thống tên lửa phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 204 máy bay chiến đấu, 170 máy bay trực thăng, 2.206 xe cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 476 máy bay không người lái, 43 đơn vị đặc biệt và 110 tên lửa hành trình. Tổng thống Vladimir Zelensky đã kêu gọi cuộc chiến xâm lược của Nga tại Ukraine là một thất bại tuyệt đối và ông cũng đã nhấn mạnh rằng Ukraine quyết tâm giành lại quyền kiểm soát đối với các thành phố phía nam bao gồm Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enoda và Mariupol hiện đang bị quân Nga chiếm đóng. Thưa quý vị, chỉ vài giờ sau khi tổng thống Biden rời châu Á, Triều Tiên lập tức phóng 3 tên lửa đạn đạo. Nikki đã dẫn thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã cho biết rằng Triều Tiên đã phóng ba tên lửa đạn đạo ra khu vực biển phía đông nước này vào ngày 25 tháng 5. Vụ phóng này đã diễn ra vài giờ sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden khép lại chuyến công du châu Á với điểm dừng chân là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong chương trình nghị sự của Biden với các biện pháp nhằm đối phó với Triều Tiên, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã được bàn tới. Theo một tờ báo của Hàn Quốc, các tên lửa được phóng đi lần lượt vào 6 giờ, 6 giờ 37, 6 giờ 42 phút từ khu vực Sunan thuộc Bình Nhưỡng. Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã ghi nhận ít nhất 2 vụ phóng từ Triều Tiên. Theo đài IHK đã nói, các tên lửa dường như rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Và đây là lần thứ 17 mà Triều Tiên đã thử vũ khí vào tháng 5 đầu năm 2022. Đây được xem là tần suất lớn bất thường nếu so sánh với những năm trước đó. Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã cho biết đã nắm được về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Mỹ cũng đã nhắc lại tuyên bố cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại Seoul, ông Biden và Tổng thống Hàn Quốc Jun suk yeol đã đồng thuận rằng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn hơn và triển khai thêm các vũ khí chiến lược của Washington tới Hàn Quốc nếu như cần để răng đe các vụ thử khí, khí tài của Triều Tiên. Mặt khác, hai nhà lãnh đạo cũng đề nghị gửi vaccine COVID-19 tới Triều Tiên khi nước này đang phải đối phó với đợt bùng dịch đầu tiên trong hơn 2 năm qua. Mỹ và Hàn Quốc cũng kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại con đường ngoại giao. Ukraine xử tù trung thân quân nhân Nga với tội danh sát hại dân thường trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đầu tiên của Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, một binh sĩ Nga 21 tuổi bị tuyên án tù trung thân vì sát hại một thường dân Ukraine hôm ngày 28 tháng 2. Quân nhân Nga trung sĩ Vadim Shishimarin bị kết tội sát hại Oleksan, 62 tuổi, tại vùng Chaponika ở phía đông bắc Ukraine. Shishimarin thừa nhận đã bắn ông Shalipon, nhưng nói rằng mình đã hành động theo lệnh và cầu xin người vợ quá của nạn nhân tha thứ. Có nhiều tội ác buộc tội chiến tranh khác đang được Ukraine điều tra. Bác sĩ Vadim Shishimarin đã nhận tội sát hại một dân thường 62 tuổi vào ngày thứ tư của cuộc xung đột. Tại tòa án tại Ukraine đã xác minh rằng, Sushimarin nhìn thấy dân thường Alexandre Chalipon đi trên vỉa hè và biết rằng người này là dân thường, không có vũ khí, cũng không đem lại bất kỳ mối đe dọa nào cho anh ta cả. Nhưng Sushimarin lại bắn nhiều phát vào Chalipon bằng súng AK. Sushimarin có thời gian 30 ngày kháng cáo. Thẩm phán Andri đã đưa ra khả năng sẽ có thêm nhiều phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh nữa. Và ông hy vọng rằng bản án của Sushimarin có thể gửi đi thông điệp đến lực lượng Nga đang tham chiến. Ra bản án chung thân thì thẩm phán Shari Agitofon đã cho biết Sisi Marin đã thực hiện mệnh lệnh phạm tội do một quân nhân cấp bậc cao hơn đưa ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ quan ngại với trường hợp binh sĩ Sisi Marin sẽ tìm cách hỗ trợ người này. Ông chỉ trích bản án trên không thể nào chấp nhận được. Thẩm phán Andriy Sinek đã hy vọng phán quyết sẽ gửi một thông điệp tới Moscow. Ông nói rằng tôi nghĩ rằng tất cả các cơ quan thực thi pháp luật khác sẽ đi theo con đường mà chúng tôi đã đi. Và đây sẽ là một ví dụ điển hình cho những kẻ chiếm đóng khác, những người có thể chưa ở trên lãnh thổ của chúng tôi nhưng đang có kế hoạch như vậy. Hoặc cho những kẻ đang ở trên lãnh thổ Ukraine và có kế hoạch tiếp tục chiến đấu. Đã đến lúc họ phải rời khỏi đây để về với lãnh thổ của riêng mình. Trong một khoảng khắc, trong một khoảnh khắc kịch tính trong phiên tòa, Katerina, quá phụ của nạn nhân đã đối mặt với Marin. Trong giây phút đau buồn thì bà đã nói, làm ơn hãy nói cho tôi biết tại sao các người lại đến đây, để bảo vệ chúng tôi ư, hay là bảo vệ chúng tôi khỏi ai. Các người đã giết chồng tôi, chồng tôi đã bị các người giết chết. Người lính không có câu trả lời, cầu xin sự tha thứ từ người quá phụ. Người lính đã hỏi rằng, nhưng tôi hiểu bà sẽ không thể nào tha thứ cho chúng tôi. Bà Shishiloba đã nói với đài BBC, tôi thấy tội nghiệp cho ông ấy, nhưng đó là tội ác, không thể nào tha thứ. Kể từ khi Tổng thống Putin đưa quân đội Nga vào Ukraine ngày 24 tháng 2, ít nhất 3.838 dân thường đã thiệt mạng và 4.351 người bị thương. Đây là con số của Liên Hiệp Quốc. Trong số những người thiệt mạng, có rất nhiều người bị nghi là nạn nhân của tội ác chiến tranh ở các thị trấn bị chiếm đóng như là Bertra. Ông Vladimir Chasovsky, người đã ủng hộ quyền tự do dân sự, đã cho rằng đây là một bản án cực kỳ khắc nghiệt đối với một vụ giết người trong chiến tranh. Nhưng ông Abraham cho biết phiên tòa được tiến hành với đầy đủ bằng chứng, công bằng và đúng thủ tục, bao gồm cả việc cho phép Shishimarin tiếp cận luật sư bào chữa. Bốn nước EU kêu gọi dùng tài sản của Nga để tái thiết Ukraine Lithuania, Slovakia, Latvia và Estonia ngày 24 tháng 5 đã ra một tuyên bố chung kêu gọi tịch thu tài sản của Nga bị Liên hiệp châu Âu phong tỏa để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga Ngày 3 tháng 5, thì Ukraine đã ước tính số tiền cần để tái thiết đất nước từ sự tàn phá do Nga gây ra là khoảng 600 tỷ USD. Nhưng cuộc chiến vẫn đang diễn ra tàn khốc và số tiền có thể tăng mạnh. Tuyên bố có đoạn như sau. Một phần đáng kể chi phí tái thiết Ukraine bao gồm cả bồi thường cho các nạn nhân từ cuộc xâm lược của quân đội Nga phải do Nga chi trả. Cuối cùng, nếu như Nga không ngân hành động xâm lược quân sự chống lại Ukraine, thì sẽ không còn mối quan hệ kinh tế nào giữa EU và Nga nữa, và đảm bảo rằng không có nguồn tài chính, sản phẩm hoặc là dịch vụ nào của chúng tôi sẽ đóng góp vào cổ máy chiến tranh của Nga. Bốn nước cũng đã lưu ý EU và các nước có cùng quan điểm đã đóng băng tài sản thuộc về các cá nhân và thực thể Nga là khoảng 300 tỷ USD dự trữ của Ngân hàng Trung ương giờ chúng ta phải xác định các cách hợp pháp để sử dụng tối đa các nguồn lực này như là một nguồn tài trợ cho cả chi phí và các nỗ lực không ngừng của ukraine để chống lại sự xâm lược của nga và công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh tịch thu tài sản nhà nước chẳng hạn như dự trữ ngân hàng trung ương hoặc là tài sản của các doanh nghiệp nhà nước có liên quan trực tiếp và ảnh hưởng đến vấn đề này cho đến tận ngày hôm nay, thì EU đã đóng băng tài sản trị giá khoảng 30 tỷ euro của các nhà tài phiệt và thực thể Nga và Belarus. Hôm ngày 14 tháng 5, Ủy ban châu Âu EC đã cho biết sẽ xem xét việc thu giữ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine theo luật quốc gia. Tuy nhiên, EU không đề cập đến dự trữ của Ngân hàng Trung ương. Phát ngôn viên của Ủy ban Christian Wittgen đã cho biết, Việc đó băng tài sản khác với việc thu giữ chúng. Tại hầu hết các quốc gia thành viên, điều này là không thể và cần phải có bản án hình sự để tịch thu tài sản. Ngoài ra về mặt pháp lý, các tổ chức tư nhân và tài sản của ngân hàng trung ương không giống nhau. Ông đã cho biết Ủy ban sẽ trình bày vào cuối tuần này một đề nghị xem việc vi phạm các quy định gắt gao là một tội phạm ở EU, cũng như đề nghị sửa đổi và củng cố các quy định hiện hành của EU về tịch thu và tăng cường hệ thống thu hồi và tịch thu tài sản. Trong trường hợp các cách thức hợp pháp để tịch thu tài sản không được xác định, nó nên được sử dụng làm đòn bẫy và chỉ được giải phóng khi Nga bồi thường cho Ukraine tất cả các thiệt hại đã gây ra. Nga đã gọi các hành động của mình ở Ukraine là một chiến dịch quân sự đặc biệt, không phải nhằm chiếm đóng lãnh thổ mà nhằm phá hủy khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và bắt giữ những người mà Nga coi là những kẻ thù của chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bích Trâm xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.